Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem chuyên mục kiến thức sức khỏe trên kênh Tumi TV. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày tốt lành. Chắc hẳn mọi người ai cũng từng ít nhất một lần uống qua Coca-Cola. Đây là một thức uống giải khát phổ biến, được ưa chuộng nhất trên thế giới với 2 tỷ chai được bán ra mỗi ngày. Tuy nhiên Coca-Cola cũng chính là thủ phạm đe dọa đến sức khỏe chúng ta khi có chứa một hàm lượng đường lớn, lượng caffeine và các chất tạo màu nhân tạo không chỉ chứa hàm lượng đường cao, gây nguy cơ tiểu đường và các vấn đề về gan. Fructose trong Coca-Cola còn tác động lên việc trao đổi chất của cơ thể, tác động tới khả năng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Coca-Cola cũng chứa acid phosphoric, chất được cho là nguyên nhân phá hủy lượng canxi trong cơ thể. Bạn có thể sẽ cảm thấy sảng khoái khi uống hết một lon Coca-Cola mát lạnh. Nhưng bạn có biết điều gì sẽ xảy ra trong cơ thể sau một giờ tiêu thụ Coca-Cola hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong kiến thức sức khỏe ngày hôm nay nhé. Nirad Nag, một dược sĩ tại Anh, sẽ mô tả cho bạn biết về 7 giai đoạn diễn ra kể từ ngụm nước ngọt đầu tiên cho tới thời điểm ngoài 60 phút sau khi uống hết lon nước. Trong 10 phút đầu tiên, tương đương với 10 muỗng đường đầy sẽ được đưa thẳng vào hệ thống cơ thể của bạn. Lượng đường này tương ứng với giới hạn đường tối đa mà mỗi ngày cơ thể được phép dung nạp. Bạn đang nghĩ như vậy, phải cảm thấy rất là ngọt và buồn nôn, nhưng bạn sẽ không cảm nhận được cái vị ngọt ngào khủng khiếp này ngay lập tức đâu. Bởi vì acid phosphoric và các loại hương liệu khác đã chen ngang vào đường đi của nó, làm cho nó biến vị, giúp kiềm chế vị ngọt quá mức và tránh cho bạn tình trạng sốc đường, khiến nó dễ chịu hơn và cho phép bạn giữ lại ở bên trong cơ thể mà không gây buồn nôn. 20 phút tiếp theo, nồng độ đường trong máu của bạn bắt đầu tăng mạnh đột ngột. Tuyến tụy phải hoạt động mạnh để tiết ra insulin nhằm làm giảm lượng đường trong máu và chuyển hóa, cân bằng lượng đường này trong cơ thể. Gan của bạn sẽ phản ứng lại cái đống đường khổng lồ này bằng cách biến lượng đường này thành chất béo. Nguy cơ béo phì cũng bắt đầu từ đây. Sau 40 phút, đây là thời điểm quá trình hấp thụ caffeine hoàn thành. Đồng tử trong con ngươi mắt của bạn giãn ra, huyết áp của bạn tăng lên. Đây là phản ứng của việc lá gan của bạn đang quá tải vì nhồi nhét thêm nhiều đường vào mạch máu. Đồng thời, cơ quan cảm nhận chất adenosine, một chất gây buồn ngủ trong não của bạn sẽ đóng lại, ngăn chặn các cơn buồn ngủ, giúp ngăn ngừa tình trạng uể oải. Nói cách khác, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn vào thời điểm này. Sau 45 phút, cơ thể bạn gia tăng sản xuất ra dopamine, là một chất kích thích các trung tâm thư giãn của não bộ, tạo cảm giác phê, giống như cảm giác của một người hút thuốc phiện. Sau 60 phút, acid phosphoric kết hợp với canxi, magie và kẽm trong ruột non gia tăng sự chuyển hóa, kích thích ngắn cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Đó là lý do tại sao một lon nước ngọt thường có tác dụng kích thích tiêu hóa và bạn sẽ có cảm giác mau đói, muốn nạp thêm thức ăn. Vì thế, nếu có ý định ăn kiêng, rõ ràng bạn cần tránh xa các loại nước ngọt có ga. Sau hơn 60 phút, do sự hòa trộn của lượng đường khổng lồ và chất làm ngọt nhân tạo cùng đặc tính lợi tiểu của caffeine khiến cho bạn cảm thấy phải đi vệ sinh ngay lập tức. Cùng lúc bạn sẽ bài tiết ra bộ ba liên kết canxi, magie, kẽm và natri, chất điện giải và dĩ nhiên là cả nước. Thêm vài phút nữa, khi tất cả các quá trình chuyển hóa trên dừng lại và coca đã đi qua hệ thống tiêu hóa của bạn, đó là lúc bạn cảm thấy những tác động tiêu cực của đường. Bạn sẽ bắt đầu có triệu chứng sugar crash, tức là mệt mỏi do tiêu thụ lượng lớn carbon hydrate. Bạn sẽ đối mặt với cảm giác giống như lượng đường trong cơ thể đang bị cạn kiệt dần. Bạn sẽ thấy dễ bị kích thích, cáu kỉnh hay uể oải, mệt mỏi hoặc cảm giác rất khát. Bạn bị hạ đường huyết dẫn đến giảm năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần. Khi bạn bài tiết toàn bộ lượng nước có trong lon coca đó ra ngoài, đồng thời bạn sẽ bài tiết luôn các chất dinh dưỡng ở trong cơ thể như là canxi, thứ đáng nhẽ ra sẽ được dùng cho việc khác như bổ sung dưỡng chất cho xương, làm chắc răng. Ai cũng biết rằng nước ngọt với thành phần chủ yếu là đường và axit sẽ tạo ra lớp men xấu, dẫn tới tình trạng bào mòn bề mặt răng và gây sâu răng. Nhưng có vẻ như những thông tin đó đã quá nhàm và không khiến bạn lăn tăn khi uống một lon nước ngọt. Bên cạnh đó, một lon Coca-Cola còn chứa các thành phần khác như là acid phosphoric, gây cản trở quá trình chuyển hóa canxi và gây loãng xương, làm mềm răng, đường hóa học gây ra các bệnh tiểu đường, tim mạch, viêm xương khớp, ung thư, sâu răng, aspartame,
có đến hơn 92 tác dụng phụ, bao gồm khối u não, động kinh, rối loạn cảm xúc. Caffeine thì gây rung, mất ngủ, tăng huyết áp, khử khoáng và mất vitamin. Với những con số dưới đây, liệu bạn có thay đổi suy nghĩ? Khi bạn uống nước ngọt, vi khuẩn chỉ mất có 20 giây để hình thành axit, nhưng tác hại của các loại axit này có thể kéo dài lên 30 phút. Nếu bạn uống nước ngọt liên tục trong vòng 30 phút, thì thời gian hoạt động của vi khuẩn sẽ tăng theo hệ số nhân và tác hại cũng tăng gấp nhiều lần. Chưa hết, nước ngọt có ga, đặc biệt là coca có màu tối, nên khi uống nước ngọt, bạn đang vô tình nhuộm màu răng mà không hay biết. Răng của bạn sẽ bị xỉn màu nếu bạn uống quá nhiều coca. Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải xa rời nước ngọt có ga mãi mãi. Vẫn có những mẹo nhỏ để bạn tiết chế các loại tác hại của đồ uống này. Ví dụ như, luôn uống nước ngọt bằng một chiếc ống hút và uống trong bữa ăn để hạn chế tối đa lượng đường tiếp xúc với răng của bạn, giúp ngăn ngừa sâu răng. Nhai kẹo cao su không đường sau khi uống nước ngọt để giúp trung hòa lượng axit trong miệng. Và vừa rồi là những gì sẽ xảy ra sau khi mà bạn uống một lon nước ngọt. Trước khi uống lon coca tiếp theo, hãy nghĩ đến những hậu quả khôn lường cho sức khỏe đằng sau cảm giác khoan khoái trong chốc lát. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào để tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp, khỏe mạnh. Nếu đây là lần đầu tiên vào xem kênh, thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về sức khỏe tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.